lâu lâu qua thăm chồng với thăm con nha mọi người. Thế thôi, cái người ta không biết. Dạ. Chồng nam. Chồng nam nè, với mấy đứa con nè. Chồng Tèm, chồng Nghĩa, chồng Bảo, chồng nào đó. Vậy. Nhiều, nhiều chồng lắm, từ từ. Từ từ tôi công bố hết cho mày hỏi hoài quánh mày à. Hỏi tao biết nha. Ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Mẹ đẹp hơn hả? Đương nhiên đâu. Đó. Ba Nam cái này trắng nè, ba Nam. Ba Nam lúc này trắng nè. Mấy cho con ở nhà mới hoài mọi người ơi, cái căn nhà này là 2 tầng nha. Căn nhà này là 2 tầng luôn, thông qua bên đây luôn. Bên đây nè, đó. Đó là nhiều lắm. Là mấy cha con á, lâu lâu đi thăm con, thầy biết sao? Tại vì công việc của em nhiều lắm cho nên không có đi thăm con được. Cho nên mọi người thấy không? Đó. Ui da. Nào đái đây em dạ nước cơ mà. Dạ. Đó, lâu lâu cái nhà này nhà mới nữa. Cái này ba Nam ở bên đây. Ba Nam thì ở bên đây, ba Nam ở trong phòng này. Đó. Phòng này của ba Nam. Đó. Nhà của mình có nhà cầu, nhà tắm luôn, có sẵn lô tô hù à. Đó. Mua cái này 2 căn để cho ba Nam ở tạm, cho ba Nam ở tạm thôi chứ chưa có ở thiệt thụ nữa. Ba Nam chú ý ở chưa, em phải xây cái khu, ôi em phải xây cái khu nghỉ dưỡng cho ba Nam chứ mấy đứa con nữa, xây riêng không ở chung. Ước nhẹp hả? Lợt, mồ hôi đổ ước nhẹp cái gì? Sao nước không ạ? Nước tôi không dở, nó đổ đâu ạ? Cái gì vậy? Rồi cái đồ vẽ, không thấy cái đồ vẽ nữa chưa hả? Trước nó đem về trước chậm rồi. Rồi em qua đây thì sẵn em đi bán đắt, bữa nay là em đi bán đắt, cho nên là bán cũng sương sương, cũng được vài tỷ. Rồi bây giờ thì bán vài tỷ thì mình biết làm nhiều quá thì nè, nó mình ăn cơm vậy là mình hiểu ăn chứ gì đó ha. Tối mấy nhỏ ngủ đâu không Nam? Cái gì hả? Là nhiêu, là nhiêu thằng chồng á hả? Chồng tôi, nó hỏi tôi nhiêu chồng đủ. Nó nói chứ mày là nhất cơ, còn gì nữa. Mày là đủ. Mày nhất cơ, mày đổi gì nữa. Nói chung ra là em lo làm á chị ơi. Tại vì lo làm á, mình gắng làm đi. Mình gắng làm cái hết năm nay cái mình hưởng thụ sao. Chứ không, đừng có đỡ mà tới khi mình muốn làm mà nó không có cơ hội để mình làm á. Tân thủ á. Ở đây là ba đứa, ở bên nhà vợ là Tăng là 4, thằng Út á là ở dưới bà nội là mẹ ông Nam. Em lo cũng ăn bôn ba chứ em vẫn thương gia đình, vẫn lo gia đình mọi người. Nam khỏe lắm, lo mấy đứa con hả? Nó ở vậy đó, chỉ lo nấu ăn, lo cho mấy đứa con thôi, còn cái gì là em lo hết trơn à. Bởi vì nói chung là cũng có phước,